Trong không khí rộn ràng vui tươi của cộng đồng, chị em phụ nữ người Ba Na không chỉ nhịp nhàng trình diễn điệu xoang uyển chuyển mà còn thể hiện tài năng khéo léo khi cùng nhau tấu lên bài chiêng Trầm Hùng vang vọng núi rừng. Bởi vì phụ nữ rất là yêu thích cồng chiêng, nếu đàn ông đến thì phụ nữ rất là thích, muốn nhảy luôn. Nên là phụ nữ phải học theo để biết đến, tức là mong muốn là giới thiệu văn hóa của mình là lễ hội Đâm Châu, để lễ hội ăn nhà rồng mới. Cồng chiêng được ví như sợi dây kết nối cộng đồng. Bởi vậy, với niềm say mê cồng chiêng, nhiều chị em ở các buôn làng đã tích cực luyện tập, lập nên các đội chiêng nữ. Những phần trình diễn say mê cuốn hút đã tạo nên nét độc đáo, thu hút người dân, du khách tham quan. Rủ mấy chị em tập chiêng đi, chị em mình tập chiêng để mà đánh chiêng. Mình thấy rất mê. Hiện nay nhà nước rất quan tâm truyền thống của dân tộc, như thế thì rất vui. Nhìn họ biểu diễn là lòng mình tự nhiên là nó tràn ngập cái sự yêu thích cái văn hóa. Tại vì văn hóa đó nó sẽ lan tỏa truyền mãi cho ngàn sau luôn. Cái phần biểu diễn của bà con thì cũng được tập dược, rồi cũng được huấn luyện, cũng được, nói chung là cũng được lên một kế hoạch bài bản để có những cái phần trình diễn tuyệt vời. Điệu xoang thức tha uyển chuyển, hòa trong nhịp điệu cồng chiêng trầm bổng, các đội cồng chiêng nữ đang nỗ lực chung tay lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống của người Tây.